Tất cả toàn thể quý bà con của bác xem, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin Thiện Dubai TV. Tiếp tục cập nhật những cái luồng thông tin mới nhất quay quanh vụ việc của ông Nguyễn Phương Hằng để mà có thể là đưa tin cho tất cả quý bà con của bác xem nhé. Thì hôm nay là đã là ngày 25 tháng 9. Thật sự phải nói là cái Đinh Lan đã có những phát ngôn gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, và một số YouTuber nữa. Thì nói chung là bây giờ là chúng ta không bàn về cái vấn đề này nữa, tại vì cái vấn đề này nó quá nhạy cảm đó. Rất là nhiều người nói ra nói vào về cái vấn đề này rồi, cho nên là em sẽ không nói về cái vấn đề này nữa. Cho nên là ngày hôm nay tất cả mọi thứ đó, từ cái khu du lịch Đại Nam tới bây giờ, hiện tại đang được rất là nhiều người tới tham quan đó, để mà trải nghiệm những cái dịch vụ nơi đây, như là trường đua F1 đó, đua xe cả nhà, đua xe rồi. Nói chung là khu du lịch rất là lớn. Đấy, mọi người biết là ai, mọi người ai mà vô Đại Nam mà mọi người comment số 1 giúp em. Đấy. Thì có thể thấy là cái khối tài sản đó, cái khối tài sản mà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi này đấy, sở hữu là một cái khối tài sản cũng không hề nhỏ cả nhà. Không hề nhỏ. Nó lên tới hàng tỷ đô. Đấy. Thì mọi người thử nghĩ đi. Một người vừa có tâm vừa có tầm, từ thiện cả 5 tỷ mà không có một chút phô trương, đấy, không có một chút khoe mẽ gì cả. Tất cả đều làm trong tâm, tất cả là gọi là nói được làm được, đấy, vừa có tâm mà vừa có tầm. Đấy. Và bà con có bác chị em có biết một cái điều rằng như thế này. Hiện tại thì bên phía Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có một cái câu trả lời như thế nào về Đinh Lan, cũng như là đang hiện tại đang ở ẩn. Liệu rằng là thời gian sắp tới đấy, liệu rằng là thời gian sắp tới thì không biết rằng là Nguyễn Phương Hằng có tiếp tục live stream đó, để mà đốt lò, đốt lửa hay không, để mà vạch trần một số cái bộ mặt đấy, một số cái bộ mặt của một số cái nghệ sĩ đó. Vừa rồi thì rất là nhiều nghệ sĩ gọi là đớp tiền của mạnh thường quân, đớp tiền của người dân, lợi dụng lòng tin của tất cả bà con để mà đớp tiền. Đấy, thì liệu có cái tình trạng này xảy ra hay không? Thì em Thiện cũng kính mong tất cả bà con, các bác, chị em đừng quên ủng hộ em bằng nút like, share và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cái hành trình tiếp theo của Nguyễn Phương Hằng có đốt lửa, đốt lò hay không. Đấy. Và những cái đóng góp của cô thì chắc chắn cả nước Việt Nam này không ai không thể là bỏ qua được, và rất là biết ơn. Đặc biệt nhất là cái quỹ từ thiện của ông Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng đã từ thiện biết bao nhiêu chị em được hỗ trợ mở tin. Đấy. Thì đây là rất là cảm ơn, cảm kích cái tấm lòng của cô Nguyễn Phương Hằng. Và một lần nữa thì chắc lẽ em xin kết thúc cái video tại đây và sẽ có